85 đến 1096. Hôm nay cuối kỳ. Này. 85 đến 1096. Hôm nay á. Rồi chúng ta có quán việc các bạn là để ý những cái như lớp các bạn là khi được này thì chúng ta có chứng vào cái lệnh là giữa kỳ và quyết định đó bắt đầu từ ngày mấy đây ngày 28 đến ngày 10 tháng 6 đó lớp lệnh đó không trong ngày này đi nghỉ giữa kỳ nè ngày 28 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 hai tuần bài thi được không chắc nghỉ hè bởi vì trong lịch nghe nó tới 15 buổi ở trong tất cả 36 là buổi 15 thì bỏ bớt mấy buổi thì nó mới bỏ bớt chẳng giáo trường nào mà cũng chẳng trường nào chẳng giáo trường chúng ta như vậy thì trường chúng ta bắt đầu năm học từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc ngày 31 tháng 12 còn tất cả các trường đại học của Việt Nam ấy, thì đều bắt đầu năm học từ tháng 9 và thì đến cuối tháng 8, cuối tháng 7 thì giáo viên được nghỉ hè 1 tháng. Còn chúng tôi kể từ ngày mà cải cách đến nay thì không còn nghỉ hè nữa mà nghỉ và lòng lề đường. Thế là chỉ có hè nữa mà nghỉ. Cho nên một năm thì có hai đợt nghỉ. Đợt thứ nhất là cắt ra được 2 tuần là được tháng 5 này và được kế tiếp là Tết. Nhưng mà các bạn thấy là từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 thì chân tình của các bạn là làm lề đường cũng không có luôn. Vì sao á thì hiện nay là sinh viên đang đi rất nhiều và sau đó thì bắt đầu là quay trở lại tập thể nước ngọt hay nước lạnh mà chúng tôi kể một ngày thì bị trừ lương cho nên là coi như 2 tuần đó liên tục phải chấm bài trong công việc. Ngoài ra thì trong cái đợt này tôi lấy ví dụ các bạn là từ như vậy nếu tính á là chỉ có từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 6 là dễ liệu mà tôi phải trong chứng này dễ liệu đi bố khẩu khẩu rồi thì ông nghe ngày 1 tháng 2, ngày 2 tháng 6 thì tôi có mặt ở tại Quảng Ngãi cho đến ngày 5, ngày 5, ngày 6 xin lỗi, ngày 7, ngày 8 thì tôi có mặt tại Hồng Kông Quốc tế ở Đà Nẵng còn ngày 3, ngày 4 thì tôi có mặt tại Đà Nẵng như về cắt tàu cắt cổ lại chấm bài nhà ông trừ luôn lấy gì sống đúng không nhìn đầu thì tôi biết cho nên tôi nói với các bạn đấy khi muốn hiểu cái ngành nào đó, vị trí nào đó tốt hay xấu thì các bạn hãy bắt đầu từ chữ của nó, tiếng của nó đúng không? Ví dụ chữ lao động thì tiếng Anh, tiếng Pháp gọi là gì? Là gì? Labo đúng không? Và labo là cái bọc cầu đúng chưa? Người Việt Nam thì cái labo là cái bọc cầu chứ có gì đâu đúng chưa? Đấy, còn tiếng Nga thì công nhân gọi là gì? Là gì? Rabotie thì đọc trại tiếng Việt là ra bụi tre và ra bụi tre cũng gọi bút sột ra đúng chưa? Còn chữ quản lý thì tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Nga cũng đều đọc là gì? Chữ gì? Chữ đọc là chữ gì? Marotie. Đấy, cho nên quản lý là gắn liền với ma rồi. Đấy, đúng không? Đấy, cho nên tụi tôi hay nói vui á, công nhân á, người lao động trực tiếp thì bước sột rắc. Còn quản lý thì bản chất của nó là ma. Đấy. Ma này dơ phải không? Đấy, cho nên chữ đầu là chữ ma, chữ cuối là chữ dơ phải không? Đấy, đúng chưa? Còn chữ chính trị á thì các bạn dịch là chữ gì chứ politics á
chữ gì biết không? Chữ gốc triết học của chữ chính trị là chữ gì? Chữ gì? Thủ đoạn. Gốc cái chữ politics là thủ đoạn. Nên các bạn hãy mà đánh chữ đó dịch ra nghĩa nha. Gốc từ tiếng Anh trong triết học đấy thì nó là chữ thủ đoạn. Cho nên bản chất của thủ đoạn là gì? Bản chất của chính trị là thế thôi. Các bạn có nghiên cứu môn tự học không? Như này khoa học xã hội nhiều lắm mà các bạn có nghiên cứu sơ sơ không? Đúng không? Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ có nghỉ giữa kỳ 2 tuần đấy. Thì hôm trước tôi tưởng đâu là học liên tục mà nghỉ không học thêm 3 môn. Rồi bây giờ chúng ta quay lại vấn đề nha. Như vậy thì trong nội dung phân tích giá thành sản phẩm, chúng ta đã trao đổi thứ nhất là phân tích biến động tổng giá thành, thứ hai là phân tích cân đối chi phí và thu nhập. Và hôm trước thì chúng ta đang dừng lại khi phần bài tập và các bạn đã khảo sát cái kỹ thuật tính toán đó, chúng ta có ghi vào bình luận là xong. Các bạn xem làm dùng mỗi kỳ mỗi tên 5 chương, 5 chương một buổi có 1 tiếng. Chương 3 với chương 6 nhiều. Rồi, các bạn đã hỏi chưa số liệu. Còn phải đánh chứng, còn đánh chứng, đánh chứng đang đăng điện đó. Trong lớp này các bạn đi xa nhất là bao xa? Không một. Xa một ngày. Bạn là đi đường Honda không? À, cũng chúc mừng các bạn có một lời sự tăng đoạn và yêu đề. Rồi chúng ta quan sát trở lại. Các bạn cố gắng học tôi món dẫn cùng các lớp phân tích món dẫn thi. Sáng nay tôi đọc bản điểm và các bạn như thế thì tôi cũng phải chắc là tôi cũng phải xem xét là nghề của tôi. Chắc bỏ nghề xuống. Bỏ nghề xuống. Đây. Giảm như thế này là chắc là bỏ nghề như lãnh tiền các bạn trả. Tôi thấy nó xấu hổ quá. Các bạn đừng đổ lỗi cho môn này lớp. Tôi nói thật với các bạn lớp bây giờ bây giờ phải thậm chí là bài tập y cho cái đề thi hết môn mà làm cũng không được. Cho nên đừng đổ lỗi môn này lớp. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật của mình. Đấy. Ví dụ như lớp thấy cả lớp thì cũng có vấn đề. Nhưng mà trong lớp có những bạn 90 và những bạn 100 thì chúng ta đừng đổ lỗi cho mình thắng, đúng không? Đấy. Tôi đã nói với các bạn rồi, làm việc với tôi nhân viên của tôi thì tôi thấu kỹ nhất là đổ lỗi cho mình thắng. Đấy, tôi không thích cái đổ lỗi cho mình thắng đâu. Đấy, cho nên các bạn đấy, chúng ta nhìn thấu đáo là vấn đề chúng ta mới hiểu được. Ví dụ như thế này thôi, hôm trước thì cũng xảy ra cái vụ của quê cô này là Long An, cái trường tiểu học Bình Chánh đấy. Tôi cũng biết trên mạng cái bình luận đừng nên nhìn một cấp độ mà phải nhìn từ ba. Thứ nhất, cô giáo này quá hèn, mới khuất phục trước đi bổ quyền lực. Tôi nói thật các bạn, tôi là cô giáo đây, tôi ban cho tay nó một bút từ diện để tôi không phải đi quỳ lại kiếm cái ăn đâu. Đó là góc thứ nhất, cô giáo quá hèn. Đừng đổ lỗi cho miếng cơm manh áo, vì các bạn sinh ra vốn đã gắn liền với miếng cơm manh áo rồi. Đó là một góc. Góc thứ hai ấy, thì các bạn á, phụ huynh hiện nay tôi cũng là phụ huynh và tôi biết nhiều chuyện lắm. Đấy, cho nên cũng có một phần
là cái tai này hấp dẫn mà riêng tai này vì sao á, vì cái cường á thì đặt dưới kiểm soát của cái vị này đấy, cho nên cũng có vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba ta hiện trường cho có cái gì, cho nên ba cái cộng lại chứ không phải một đấy, cho nên các bạn còn bên người này á chê người khác tôi nói điều không đúng đấy, cái gì cũng có lý do của nó đúng không? Chú giáo thì như thế, phụ huynh thì như thế, hiện trường thì như thế, nói chung là bọc nhau đúng chưa? Đấy, tôi đã từng rất vượt bội về con tôi học và tôi biết rồi mà, nhưng mà tôi xử lý tế nhị hơn, không học thêm được kiếm gì cũng ngay có gì. Mà giáo viên mà đi cò kè sắm bằng cái cách mà bắt học trò tới nhà học thêm được cái tiền thôi, chả có gì bạn đúng chưa? Cho nên cái này không phải nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta đừng chỗ lợi cho người khác thì chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thiện hết. Đấy, ví dụ như ở đây ấy, mà các bạn nói giáo viên đúng thì cũng có bằng, nhưng mà ở đây các bạn học như thế thì tôi nói thẳng với các bạn nha, ở khoảng trường 8-9-2 tôi dự thi nước lớp, tôi muốn bỏ nghề lắm vì là học sinh á, mình giảng mình giải thích y như thế, xong ra y như thế hoặc là không y như thế, tôi hết biết. Đấy, có em là chỉ nói là A bằng B chia C, thế thì bây giờ có B có C rồi em tính A nó sao không biết, chúng ta chịu thôi, không có sự tổ nào chúng ta phải giảm cái trường hợp nó được hết đấy, đúng chưa? Rồi còn một cái chuyện mà các bạn biết nó hài trước nữa, đó là học đại học là phải suy luận, mà cho ba số A, B, C, cho số B, số C tính A mà ra thi mà chỉ cần sửa lại B phải là được, bảo rằng có một bài học thua. Nên hiện nay thì tôi không biết thì là cái tư duy phân tích của sinh viên á nó đưa râu vào đâu cũng không biết, và còn ngày á tôi giảng cũng cảm thấy là xuất hiện dưới lớp rất nhiều robot đấy, như tôi nói với các bạn tôi giảng câu học cũng vậy, cho một đề này A B C thì cứ lên mạng thấy chữ A lót vào nộp, thấy chữ B lót vào nộp, thấy chữ C thì lót vào nộp một cách rất hồn nhiên. Rồi bởi vậy nên có cái trường hợp mà nguyên mấy ngày nay các bạn thấy xôn xao trên mạng đấy, tôi đọc hết luật, tôi đọc điều lệ luôn mà không có cái luật, cái điều lệ nào dẫn luận trong tòa là căn cứ vào ABC như tòa án của bà Rịa dẫn luận trong bảo vệ luật đấy. Tôi đọc hết cái luật rồi, tôi thấy cái khoản nào mà dẫn luận về luật để mà tính toán của tàu đấy, tôi pháp quý đấy. Cho nên tôi mới nói với bạn, tôi biết mấy tai này anh dựa trên cái dẫn luận nào á mà trích dẫn trước tòa tổng long đấy. Trích dẫn các bạn phải trích dẫn luận, dù vấn đề nhân đạo cửa nào đi nữa cũng đều phải dựa trên những quy chuẩn để trích dẫn luận thì mới gọi là tòa. Thế còn tòa mà trích dẫn thì những mẫu hứng là bà đang thì chết chữa tôi đọc luật thì tôi thấy tôi không thấy cái điều khoản là trích dẫn cái đấy nên cho nên là trích dẫn như thế thì dân chúng thì nó phản lộ phản rồi. Rồi các bạn bắt đầu nha, thế thì tôi nhắc lại một điều á là nếu mà các bạn phân tích á mà thấy dấu có sigma thì nên triển khai cái bảng để mà chúng ta tính toán nó nhanh hơn, chính xác hơn. Còn nếu các bạn dùng công thức thì cũng được thôi, nhưng mà bỏ kinh nghiệm của tôi đấy thì các bạn thường hay bị sai và tính rất chậm, được chưa? Rồi còn về nhận xét như những cái bản như thế này thì các bạn cái form chung như thế này này, đầu tiên á là các bạn bám vào cái này mô tả cái này trước, sau đó thì các bạn mô tả cái này, cái hai một hai, và sau đó thì mới mô tả cái này là ba.
được chưa? Từ nay trở đi á, mà nếu gần những cái bạn như thế thì các bạn không muốn đỡ như thế được chưa? Đấy, rồi tôi có thể trình bày cho các bạn một lần nhận xét thì sao không? Và quen dần nha, rồi đi nhận xét dùng. Thứ nhất là thiền trọng. Thiền trọng thì ở đây á, trong năm tài chính tôi đọc chữ viết tắt nha. Đấy, trong năm tài chính thì các bạn có là FD là 707. Trong năm tài chính FD là 707. Trong đó FDA 500. Trong đó FDA 500. FTB 776. Trong đó FDA là 500. FTB là 776. FTC là 714. Các bạn viết tắt như thế này nhé. Rồi, cái viết tắt thì chúng ta ghi như vậy theo cái số hiệu ở trên đó. Rồi, FTB là 776 và FTC là 714. Được chưa? So với cái hoạch Delta F là âm 74. So với cái hoạch Delta F là âm 74. Trong đó Delta F A, trong đó Delta F A bằng 0. Trong đó Delta F A bằng 0. Delta F B bằng âm 24. Trong đó Delta F A bằng 0. Delta F B bằng âm 24. Delta F C âm 86. Và quan sát theo từng nhân tố thì các bạn sẽ làm được Delta F do kết cấu là âm 3. Delta F do kết cấu là âm 3. Delta F do giá thành, ví dụ trên đó các bạn viết cho nó nhanh. Delta F do giá thành âm 45. Và Delta F do giá bán âm 26. Và Delta F do giá bán âm 26. Được chưa? Rồi như vậy đó là cách các bạn mô tả hiện trạng. Thứ hai là đặc điểm. Thế thì với con số âm 74, các bạn thấy là công ty này đã kiểm soát được chi phí trên 1.000 đồng gì? Giá trị hàng sản phẩm, đúng chưa? Tại vì một số âm mà. Như vậy thứ hai là đặc điểm. Với hiện trạng trên thể hiện, với hiện trạng trên thể hiện, công ty đã kiểm soát được. Với hiện trạng trên thể hiện, công ty đã kiểm soát được chi phí trên 1.000 đồng giá trị sản phẩm. Tất nhiên là kiểm soát được ép lên. Công ty đã kiểm soát được chi phí trên 1.000 đồng giá trị sản phẩm, cũng như là kiểm soát được F. Và tất cả các sản phẩm cũng đều xin lỗi, và trong đó các sản phẩm ABC cũng được kiểm soát tốt. Và trong đó các sản phẩm ABC cũng được kiểm soát tốt. Vì sao mà tôi ghi là kiểm soát tốt? Vì các bạn thấy đều là nhỏ hơn mặt bằng không, được chưa? Đấy. Đồng thời sự thay đổi của kết cấu giá thành cũng như đơn giá bán. Đồng thời sự thay đổi của kết cấu giá thành đơn giá bán đều ảnh hưởng tốt. Đồng thời sự thay đổi của kết cấu giá thành đơn giá bán đều ảnh hưởng tốt.
nhưng trong đó nhân tố gia thành tác động chủ yếu nhất. Nhưng trong đó nhân tố gia thành tác động chủ yếu nhất. Được chưa? Vì sao tôi nói là nhân tố gia thành tác động chủ yếu nhất? Thì các bạn sẽ thấy với thăm 74 mà nhân tố này đã ảnh hưởng đến trên 50% rồi. Được chưa? Thăm 45 rồi. Như vậy đó là đặc điểm. Vấn đề thứ ba, với hiện trạng và đặc điểm trên, với hiện trạng và đặc điểm trên, công ty cố gắng duy trì sự kiểm soát này. Công ty cố gắng duy trì sự kiểm soát này và nên tập trung vào khai thác lợi thế giảm giá thành. Và nên tập trung vào khai thác lợi thế giảm giá thành. Cụ thể đây các bạn sẽ thấy lợi thế giảm giá thành và cụ thể là cái gì đây. Đây A, B, C, hai cái này. Cụ thể nên điều chỉnh giảm giá thành của sản phẩm B và C. Cụ thể nên điều chỉnh giảm giá thành của sản phẩm B và C. Đúng chưa? Chúng ta phân tích và thấy được cái lợi thế tiềm tàng ở hai cái sản phẩm B, C. Chúng ta còn giảm được giá thành thì chúng ta tiếp tục giảm giá thành để mà nâng cao cái năng lực cạnh tranh cũng như hiệu quả thực tế của nó. Được chưa? Rồi, như vậy đây là một ví dụ minh họa cho phân tích chi phí trên 1.000 đồng giá trị sản phẩm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào nội dung kế tiếp. Đó là phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ thấp giá thành sản phẩm so sánh được. Là chúng ta nội đến nội dung tiêu dùng. Rồi các bạn bắt đầu xem và chú ý giúp tôi hai chữ so sánh. Rồi như vậy thì trong ba nội dung trước khi đề cập đến nội dung phân tích cũng như tuyển dụng phân tích, các bạn không có điều kiện, được chưa? Không bị giới hạn bởi điều kiện. Còn với phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ thấp giá thành sản phẩm so sánh được thì có điều kiện. Đấy, có nghĩa là nếu muốn áp dụng nội dung phân tích này, các bạn chỉ có thể áp dụng cho sản phẩm so sánh được. Thế thì sản phẩm so sánh được là sản phẩm nào? Đây, tôi có ghi bố ý những cách mà các bạn dễ nhìn nhất là dựa vào tiêu chí thứ ba, thứ tư. Thứ nhất, sản phẩm đã ổn định định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí. Vì nếu chưa ổn định thì việc các bạn so sánh không có tác dụng, không có ý nghĩa. Đấy. Thứ hai, sản phẩm đã qua nhiều kỳ sản xuất, ít nhất là 2 kỳ. Tiêu chuẩn này muốn nói rằng muốn củng cố thêm tiêu chuẩn thứ nhất, đó là tính trải nghiệm và thực tiễn. Đấy. Và thứ ba, sản phẩm nó có tài liệu sản lượng giá thành ít nhất là 2 kỳ, có nghĩa là ít nhất là 2 năm. Được chưa? Và thứ tư
là sản phẩm đã xây dựng được mức hạ và tỷ lệ hạ nhất thành, có nghĩa là so với thực tế kỳ trước các bạn phải đưa ra một mức phát táo phải giảm tiếp bao nhiêu. Này các bạn sẽ quan sát một cái số liệu mình qua, các bạn sẽ thấy đây, các bạn hãy nhìn vào này để biết được đâu là sản phẩm so sánh được. Đây, xem chưa? Thứ nhất, các bạn thấy như thế này, có về ổn định định mức kinh tế kỹ thuật chúng ta có biết lắm, đúng chưa? Thứ hai á, đã có số liệu ít nhất là 2 năm thì thể hiện trên này rất rõ, đúng chưa? Đó là năm 16 và năm 17, 2001 này chưa? Thực tế năm 16 và thực tế năm 17, đúng chưa? Như vậy, nếu đấu chiếu vào có số liệu ít nhất là 2 năm thì sản phẩm B này bị lỗi vì không đủ 2 năm, đúng chưa? Đó, thấy chưa? Thứ ba là thứ tư là phải xây dựng được mức giảm, đúng chưa? Thì ở đây các bạn thấy sản phẩm này bị lỗi vì không có mức giảm, đúng chưa? Thực tế năm trước là 745, nay do chưa ổn định định mức kinh tế kỹ thuật người ta điều chỉnh để tăng lên nữa nên cái này loại, cái này cũng không có mức giảm nên bị loại, chỉ còn lại 1 và 2, được chưa? Cho nên phải chú ý số liệu có ít nhất là 2 năm. Thứ hai phải có mức giảm, có nghĩa là giá thành kế hoạch trừ giá thành thực tế kỳ trước phải là âm, được chưa? Còn nếu bằng không và lớn hơn không đều bị lỗi. Đấy, cho nên các bạn lưu ý dùng. Rồi, như vậy đó là điều kiện để áp dụng kỹ thuật này. Bây giờ chúng ta tiếp tục công việc kế tiếp, đó là nghiên cứu kỹ thuật phân tích. Đấy. Thế thì để phân tích, điều trước nhất các bạn phải nắm chỉ tiêu. Đấy. Thế thì để phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ thấp giá thành sản phẩm so sánh được, chúng ta dùng chỉ tiêu nào, đúng chưa? Thì ở đây các bạn dùng 2 chỉ tiêu, 1 mức giảm, 2 tỷ lệ giảm, được chưa? Mức giảm thì các bạn bảo quản sản lượng sản xuất nhân cho giá thành kỳ so sánh so với giá thành kỳ công, được chưa? Còn tỷ lệ giảm thì các bạn bằng mức giảm này chia cho tổng giá thành. Ở đây W là sản lượng sản xuất, Z là giá thành đơn vị, S là kỳ so sánh, O là kỳ gốc, Y là chủng loại sản phẩm. Hai cặp chỉ tiêu này, được chưa? Và khi nhìn vào chỉ tiêu này, các bạn thấy M và T có mức âm càng lớn là phản ánh được một mức phấn đấu, một mức thực hiện tốt. Và ngược lại, nếu đem M và T là gì? Nó suy dương, có nghĩa là không có phấn đấu, không đạt được một sự phấn đấu nào cả. Trên một chỉ tiêu không tốt. Là như vậy, đó là chỉ tiêu. Cách phân tích như thế nào? Thì đây, các bạn lưu ý chỉ có một cách duy nhất. Đây. Rồi, các bạn xem cái này đi. Đây là cách phân tích. Đây là phân tích chung, nhớ dùng. Và kế tiếp là phân tích riêng. Đây. Được chưa? Chúng ta quan sát và chỉ có duy nhất kỹ thuật này. Cho nên trước nhất các bạn quan sát phân tích chung đã. Đạo sư qua đi nắm phân tích chung.
các bạn bắt đầu để ý nha. Như vậy, với phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ thấp giá thành, đầu tiên á, các bạn xây dựng nhiệm vụ, chúng ta phải hạ thấp bao nhiêu? Đó là MK và TK. MK là viết tắt chữ mức giảm giá thành kế hoạch mà chúng ta bắt đầu, thì nó sẽ bằng giảm lượng sản xuất kỳ kế hoạch nhân cho trên lệch giữa giá thành kế hoạch với giá thành thực tế thị trường. Thì kia tôi nhắc lại, có giá thành thực tế thị trường đây, và một cái tỷ lệ giảm chúng ta phấn đấu bằng mức giảm này chia cho gì, tổng giá thành. Thì kia là QKI, yes or y phần trăm. Thế thì đây là nhiệm vụ sau khi kết thúc hoạt động sản xuất, các bạn thu thập thông tin thực tế, mỗi đo lường MT thì sẽ bằng sản lượng sản xuất thực tế nhân cho trên là giữa giá thành thực tế với giá thành thực tế thị trường. Được chưa? Và các bạn đạt được một cái tỷ lệ giảm thực tế bằng mức giảm này chia cho quy tổng sigma của quy PI, yes or y. Được chưa? Đem so thực tế với nhiệm vụ, các bạn sẽ được delta M và delta T. Được chưa? Như vậy, đó là phân tích chung. Rồi, cho nên nếu yêu cầu phân tích chung, các bạn đến đây dừng lại, không nên bỏ đi. Đây, cái này tôi lưu ý, có năm mà chỉ yêu cầu phân tích chung, thì các bạn màu cấp cuối cấp cổ viết luôn cả chi tiết, rồi lại bảo là tiền dài quá. Được chưa? Phân tích chung tối đa dừng lại nhận xét, không đi tập trung. Được chưa? Bây giờ phân tích chung rồi, phân tích chi tiết thì sao đây? Đây, các bạn lần lượt xem. Được. Nhớ là thi không được xem tài liệu nhé. Thi hết môn thì các em thi quá trình thì được xem, nhưng mà thi hết môn thì không được xem nha. Không được xem nhẹ hơn. Do các bạn lừa chứ tôi đi dạo mấy chục năm tôi rằng rồi, ra cái đề là được xem tài liệu đó, các bạn dễ chết lắm. Còn không xem tài liệu hầu như ra giống như bài giảng đúng không? Chỉ có điều các bạn không bị nhắc học, đúng chưa? Rồi các bạn để ý nè, đầu tiên á là các bạn sẽ tính cái tỷ lệ hoàn thành kế hoạch chung về kế hoạch sản lượng sản xuất, để giúp các bạn thấy được một bức tranh chung về kế hoạch sản lượng đã. Đây thì tỷ lệ hoàn thành chung về kế hoạch sản lượng sản xuất, các bạn ký hiệu là Q và K trên tử bằng QTI nhân ZOI, có nghĩa là bằng sản lượng sản xuất thực tế nhân giá thành thực tế thị trường. Dưới mẫu là sản lượng kế hoạch nhân cho gì, giá thành thực tế thị trường là tỷ lệ này. Sau các bạn lần lượt đo lường ảnh hưởng của nhân tố quy, ảnh hưởng nhân tố kết cấu, ảnh hưởng nhân tố giá thành thực tế. Được chưa? Đây, dễ nhìn lắm. Nếu các bạn nhớ cái phương pháp thay thế một chút sẽ tìm ra thôi. Đây, nghiên cứu nhân tố sản lượng thì cố định nhân tố trên là giá thành kỳ công. Thấy cố định chưa? Thấy chưa? Đây, giá mức giảm giá thành kỳ công được giữ nguyên. Có phải đúng không? Đây, phải đúng chưa? Đấy, nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố sản lượng thì nhân tố mức giảm giá thành giữ nguyên kỳ công. Được chưa? Cho nhân tố thay đổi, sản lượng thay đổi từ
sản lượng có kết cấu cố định, có sản lượng kỳ công, thấy chưa? Sản lượng có kết cấu cố định có nghĩa là được đạt trên giả định tất cả các mặt hàng đều hoàn thành một tỷ lệ kế hoạch sản lượng chung là quy đô, thì cái quy coi nhân với tỷ lệ hoàn thành này người ta gọi là sản lượng có kết cấu cố định, được chưa? Rồi cuối cùng các bạn nhớ dùng còn đơn này. Còn với một chỉ tiêu tỷ lệ thì chúng ta cũng đã được biết là khi có một chỉ tiêu tỷ lệ, khi sản lượng thay đổi không làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu này, được chưa? Cho nên điều các bạn có tế bào cũng phải không thôi, được chưa? Đấy vì nó là nguyên tắc con học rồi. Đấy, đó là nhân tố thứ nhất. Tiếp đầu các bạn nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố kết cấu thì rõ là nhân tố mức giảm giá thành thì kế hoạch còn duy nguyên, thấy chưa? Cho thay đổi sản lượng từ sản lượng thực tế với sản lượng theo kết cấu cố định, thay thế làm thứ hai. Thấy này như thế nào? Thay thế làm hai chưa? Đấy, được chưa? Thay thế làm thứ nhất, thay thế làm thứ hai. Rồi, và các bạn đem triển khai thì cộng một lượng bớt ra một lượng tính làm nhằn dài dòng chung, thì cuối cùng các bạn sẽ được những kết quả cuối cùng mà chúng ta cần quan tâm là kết quả này. Đấy, được chưa? Là ảnh hưởng một kết cấu bằng sản lượng sản xuất thực tế trừ sản lượng kế hoạch nhân cho mức giảm giá thành vì kế hoạch tất cả trừ cho mức giảm do sản lượng. Rồi còn ảnh hưởng đến tỷ lệ giảm giá thành thì các bạn lấy cái mức giảm này chia cho gì? Tổng sigma QTI ZOI, tất nhiên là giá thành thực tế có giá thành có sản lượng thực tế và giá thành thực tế kỳ trước là cặp thứ hai. Được chưa? Tiếp tục đến cặp thứ ba. Đây, nhân tố sản lượng nghiên cứu rồi nên cố định ở kỳ báo cáo, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy cố định ở kỳ báo cáo là QT đúng không? Cho nhân tố thứ hai thay đổi, đó là mức giảm giá thành thực tế so với mức giảm giá thành kế hoạch, thấy chưa? Đấy, đây là mức giảm giá thành kế hoạch, đây là mức giảm giá thành thực tế, thì các bạn rút gọn ra sẽ được công thức cần quan tâm là công thức này, được chưa? Và delta t bỏ giá thành để lấy mức giảm này chia cho tổng sản lượng sản xuất thực tế mở giá thành kế hoạch để được tính lệ giảm. Rồi, như vậy với phương pháp này chỉ có một kỹ thuật không, đúng chưa? Đối với những cái trường hợp trước các bạn có thể hai ba đối tượng phân tích, nhưng với trường hợp này chỉ có một đối tượng duy nhất là biến động giữa thực tế của kế hoạch, không có đối tượng thứ hai. Và lưu ý được như vậy. Rồi, đó là kỹ thuật các bạn tính toán để giúp cho chúng ta nhận xét tổng quát và nhận xét chi tiết. Còn đây là những biểu hiện phổ biến. Rồi, nếu các bạn nhìn vào những con số qua phân tích chung sẽ kỳ so sánh kỳ góc và nhìn qua những con số ảnh hưởng các nhân tố sẽ thấy được kiểu gì, các bạn dành chút thời gian đọc cái phần nhận định chung này. S là kỳ so sánh, S là kỳ so sánh. Ở trên nữa. 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 Ở trên n
thôi là kỳ mình kém nhiều. Ờ, cái còn cái ép là kỳ mà để mình so sánh. Nhưng mà kỳ nó chỉ có kế hoạch thôi. Là kỳ kế hoạch đúng không? Ờ. So sánh là kế hoạch đúng không? Cái này chỉ có một cái kế hoạch thôi, chứ không có giống như cái kia là năm này, năm kia, năm nọ và nghiên cứu rằng cô tử nghe tên nữa không biết. Chiều nay mới nhìn rồi mới gọi lên một tin nhắn là huy động mọi người 10.000 để nộp cho cái nhóm hiệp sĩ gì chết đấy. Có nhận đây là cái này thì gọi là nhà nghiên cứu cũng đúng và gọi là thầy cũng đúng, là người khẩu xướng đầu tiên về bộ văn hóa của Việt Nam cho cái nhóm nghiên cứu khẩu xướng. Sau khi mà đề xướng thì đó là năm 1995-96 gì đấy, thì sau đó thì lúc đó thì hình như tôi nhớ thì Bắc Việt còn ở thành phố Hồ Chí Minh, một gia đình về chính phủ bị bắt. Bác thì như vậy, như là cuối 80, đầu 90 thì bác đưa cái đề án đây. Sau đó thì khi Bắc Việt ra vào Hà Nội thì mới chính thức cái đề án này được chấp nhận của Bộ Văn hóa. Đấy. Cho nên ngày xưa là hai dòng thị trường chứng khoán của trường mình. Đấy, từ sau đấy thì bị đưa rồi, tổ chức quân tử. Rằng vô tử và cũng rất vô tử. Nghe tên quen quen nha. Các bạn đọc nhận định chung nha. Rồi, khi các bạn tính ra thấy delta M và delta T mà nhỏ hơn và bằng không, thì các bạn kết luận là cái doanh nghiệp đó, cái công ty đó đã hoàn thành được nhiệm vụ hạ thấp gia hạn. Được chưa? Còn ngược lại, các bạn thấy một sự dương thì các bạn nói rằng doanh nghiệp đó không hoàn thành được nhiệm vụ hạ thấp gia hạn. Được chưa? Rồi. Còn khi các bạn tính ra các chi tiết mà thấy delta M bỏ nhân tố cái trọng lượng hay kết cấu hay gia hạn, và tương tự delta T đường bỏ nhân tố sản lượng kết cấu hay trở thành là nhỏ không, thì các bạn nói rằng các cái nhân tố này tác động tích cực, tác động thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ. Và điều đó nó cũng ẩn chứa một điều là doanh nghiệp này vẫn còn tiềm lực để khai thác những cái yếu tố này trong dòng trở thành của mình. Còn ngược lại, các bạn thấy lớn hơn không thì chúng ta nói rằng những nhân tố này ảnh hưởng bất lợi. Hay có cách khác hơn, một là chúng ta không kiểm soát tốt được vấn đề, hai là khi giá thành chúng ta đã giảm đến mức bão hòa không thể nào giảm được nữa, cần phải có một sự cải tiến thay thế. Đây, thế thì nó như thế này nhé, cái kiến thức này nó hơi cổ điển một chút, các bạn để ý như thế này. Cái này tôi nói thêm nha, các bạn quý để và lưu ý. Như hôm trước tôi nói đấy, hiện nay có hai cách quản lý chi phí phổ biến. Thứ nhất là trong quản lý chi phí cổ điển đấy, người ta thường xây dựng định mức, dùng định mức khống chế chi phí, không cho chi phí vượt khỏi định mức đó. Đấy. Và một khi á, mà liên tục không vượt nổi nữa thì người ta xem xét lại định mức.
đấy, nhưng mà cái việc xem xét đó chủ yếu trong nội bộ doanh nghiệp, bắt đầu từ những năm 1970 trên thế giới thì người ta thay đổi cách quản lý này, vì cách quản lý này nó làm cho doanh nghiệp kém đổi mới, chậm hòa nhập. Cho nên bắt đầu thì những năm 1970 chính thức và khoảng 1980 thì cái hệ thống quản lý thứ hai người ta dùng từ tiếng Anh dịch sang tiếng Việt tôi thấy nó không có cái nghĩa tương đương, đó là chữ benchmarking, có nghĩa là các bạn làm sao thì chi phí các bạn thích hợp với thị trường chứ không phải là thích hợp với định mức đấy, và nó giúp cho doanh nghiệp cải tiến được cái hệ thống chi phí khớp với thị trường, hiệu quả trong thị trường hơn là chặn lại không cho nó phát sinh. Ví dụ như thế này thôi, các bạn đi học định mức một buổi tối như thế này xài là 50 điểm, thì với hệ thống cổ điển bốn các bạn làm thì làm còn chỉ được phép dưới 50 điểm. Và điều đó nếu các bạn gặp một tình huống thú vị cho vấn đề mình học, cho cải tiến việc học của mình, các bạn cũng không được quyền gì. Đấy. Ví dụ như các bạn đi học môn này vô hình dung thì có một cái tài liệu mà người ta bán bây giờ quá hay thì các bạn muốn mua cũng không được phép và sẽ bị không chia lại làm chủ. Còn cái ven sự mất kiến này khác biệt, các bạn cũng đưa ra một cái mức, nhưng mà các bạn xem cái mức đó khớp với thị trường hay không, có ít hay không, nó không bị khống chế đầu ra. Ví dụ cục quay lại chuyện học của các bạn, các bạn đưa ra một chuẩn là 50.000 để mà chi tiêu cho một buổi học, nhưng mà nếu gặp một tài liệu như thế này phát sinh thêm 100.000 tài liệu nữa, các bạn sẵn sàng chi thêm 100, nhưng bạn đảm bảo là việc gì đó không vượt quá chi phí trung bình trong thị trường, trong xã hội. Đấy, nó giúp cho các bạn tiếp cận và cải tiến tốt hơn. Đấy, vì bạn nên cái này là cổ điển, cho nên các bạn sẽ thấy nếu mà nó nhỏ hơn không thì các bạn xem như hoàn thành nhiệm vụ, mà lớn hơn không thì các bạn xem như khi chúng ta không hoàn thành, hoặc là cái định mức của chúng ta đã xuống tới tận cùng đáng rồi. Thứ hai, khi các bạn quan sát cái mức giảm và tỷ lệ giảm này thì chúng ta có ba nhân tố, và khi các bạn thấy nhân tố nào ảnh hưởng chủ yếu, ảnh hưởng quyết định thì các bạn nên chọn nhân tố đó để mà khắc phục, để mà thay ha. Đấy, nhưng khi chọn nhân tố đó có ba nhân tố này: kết cấu sản lượng này, kết cấu này, giá thành. Chú ý khi chọn nhân tố sản lượng thì phải xem cái nguồn lực chúng ta có đảm bảo hay không. Bây giờ có đảm bảo khả thi được nguồn lực hay không. Đấy. Còn khi các bạn chọn á là về nhân tố giá thành cũng như nhân tố gì, các bạn chọn nhân tố giá thành cũng như nhân tố kết cấu thì không đòi hỏi phải xem xét tính cân đối về nguồn lực. Đấy, ví dụ như thế này nha. Chẳng hạn như các bạn có thể đọc sách, các bạn có thể ở nhà đọc sách, có thể đến trường học. Cái điều này tôi biết như thế này, đây là để tăng hiệu quả kinh tế thì các bạn sẽ thấy là gì? Tăng doanh thu, ví dụ là tăng sản lượng đúng không? Bây giờ ví dụ như thế, ví dụ như là các bạn sẽ thấy như thế này, công thức giá thành đi, chỉ giảm giá thành, các bạn phải gì? Chặn chi phí đầu vào, đúng chưa? Tăng sản lượng ra. Nhưng mà lý thuyết thì các bạn đọc ở nhà hay cũng giảm cũng thế không? Nhưng khi chúng ta biết hiện tại thì phải đọc kỹ tại cái công ty đó, cái sản phẩm đó là cái gì, nguồn lực để sản xuất ra sản phẩm đó là cái gì, đúng chưa? Có nguồn lực để sản xuất để mà tăng sản lượng hay không? Ví dụ các bạn sản phẩm công ty các bạn đang nghiên cứu cụ thể là gỗ, sản phẩm thiên nhiên từ gỗ thì phải xem cái nguồn gỗ chúng ta có đảm bảo tác nấu đấy có khả thi hay không thì các bạn mới chọn từ trên đấy, vì khi mà chúng ta tăng quy mô thì
nó kéo theo vô cùng lực là khi chúng ta có đấy và biết đề tài pháp cái gì đấy. Yeah. Còn khi các bạn học thầy cô chỉ phải chung chung và giải thích một vài cái khi chúng ta biết đề tài cái đai nó vào vị trí cụ thể của công việc tại vì từ đó và có một cái giải pháp cụ thể hơn chi tiết hơn. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu ví dụ này để các bạn sẽ rõ được cái phân tích này. Đọc ví dụ này được. Nên ví dụ như trong lớp này bọn nào ở Gia Lai có Gia Lai không? Dương Đại thì sẽ thử có không? Tôi đã từng đến và tham gia một cái buổi bảo vệ và xây dựng và bảo vệ phương hướng phát triển của huyện Chương Tiền để đánh cắt ra từ huyện Chương Xêu. Mà tôi đọc xong một cái bản báo cáo của huyện ủy của ủy ban huyện là tôi chỉ cười tận tiệm và chúng không dám nói nên. Và đến khi mà bắt đầu báo cáo thì tôi phản biện và tôi giác là hai vấn đề nên thì học chương trình và quy tôi lương ta đúng. Ví dụ rất là hài hước nha, trong phát triển kinh tế của huyện Chương Tiền này có đề cập thì vấn đề tăng sản lượng công nghiệp, thì trong đó thì có tăng sản lượng công nghiệp là khai thác đá. Mà tôi đọc cái nguồn tài nguyên cái quyền chương tiện này kiếm được đó cái lớp ra và thấy phát triển là 10% về sản lượng khai thác đá. Tôi mới hỏi là đề nghị là ủy ban cho tôi biết cái phần này lấy từ đâu thì có 10%. Các bác đã đọc xong là gặp gù cái ngay hết, nhưng tôi gặp và tôi hỏi lấy đâu có 10%. Thế thì và tôi biết được chính xác quyền này không hề có một cái mỏ đá và cục đá nào hết. Thế thì lúc ta lúc túng mới bắt đầu trả lời như thế này. Thì theo cái phần chung là phải phát triển công nghiệp 10%. Mà hiện nay thì công nghiệp không có cái gì, cho nên chủ yếu là chỉ có xây dựng nhà cửa cho quy cái cát đó, cát thành hiện khai thác đá. Thì tôi cũng ngồi như thế này, tôi cười tụng tiệm nhưng không dám nói. Quy là cái gì? Cái chuyện sang nhà quy ra lấy cát đá thì lấy cát đá quy ra là công nghiệp khai thác đá của huyện. Đó là một ví dụ. Ví dụ thứ hai là báo cáo tổng kết thì cái mặt nào cũng có sự phát triển hết. Đấy, an ninh cũng phát triển tốt, rồi văn hóa xã hội cũng phát triển tốt, rồi tệ nạn cũng có tăng. Tôi có hỏi rất là ổn định. Đây, anh có báo cáo là ngay cái thị trấn Chương Tiền này á là tăng lên á, nhưng mà là văn hóa ổn định đấy có tăng và tệ nạn xã hội là cũng có tăng đấy. Thì bây giờ cho tôi hỏi là cái huyện này là không có con đường quốc lộ đi ngang và vụ là họ giết hay giết người chủ yếu là trong cái tiền trắng chiêu thiện này gây nên. Như vậy thì giữa 10% đó nhưng 10% này có cái gì mâu thuẫn không? Thế thì lúng túng quá, chứ 10% mà anh tăng bảo đảm văn hóa phát triển văn hóa đó mà 10% là cái báo cáo là cái tệ nạn xã hội của huyện cũng tăng lên. Tôi mới nói phóng bệnh bây giờ ở đây đa số là con em chưa thiện hết, cho nên 10% này chắc là trong mấy gia đình văn hóa này là về ăn. Thế thì huyện mới lúng túng thôi. Mà các bạn biết là một cái huyện á mà báo cáo một cái sách như thế này cũng đọc xong rồi á, tôi thấy rất là thắc cười vì anh có từ cái gì, từ cái dự án, cái phương hướng của Trung ương anh sửa lại thành cái huyện. Bảo trợ cái huyện anh có chút xíu siêu sống, chủ yếu bằng trồng quay mì. Ngân sách thì cũng có, mà anh biết tưởng tượng như là một cái Trung ương ấy. Đấy, nào là xuất khẩu, nào là cái này cái kia, cái kinh hồn mà đấy, cho nên anh biết rất là vô hồn. Đấy, mà gặp ở trong huyện mà vẫn phản biện thì gặp gù nhau hết, nhưng mà sau hôm đấy thì lọt tôi vô, cho nên cháu bố họ mấy câu không đỡ được, xin đề nghị cho chúng tôi rút lại và chúng tôi nghiên cứu kỹ lại trả lời sao. Tôi nói rất là ổn định, 10% mà tội phạm xảy ra là chủ yếu là con em dân chương thiện.
Thế nên là 10% văn hóa tăng lên đảm bảo văn hóa. Tôi nghĩ chắc là mấy thờ phạm trong gia đình văn hóa chưa tiện đó. Không làm nó mà sao. Cho nên là lúng túng không đo lường được. Đấy, cho nên trong phạm là biết cái gì á, biết tiếp thầy cô chỉ trình bày lại thôi. Nhưng mà khi vào thực tế, chúng ta cũng thấy rằng ví dụ như là tăng sản lượng thì vào cái gì đó xem nó sản xuất cái gì. Gỗ thì tăng sản lượng thì có gỗ đúng không? Gỗ nguyên liệu. Tăng sản lượng thì có công nhân đúng không? Tăng sản lượng thì có gì? Có máy móc, xe ảnh đưa ra, tương lai xử lý cho tài sản. Đúng chưa? Nó quan là bây giờ là tăng sản lượng số lượng học sinh thì cũng phải xem á là trường nó có cơ sở để tăng không? Đúng chưa? Đấy, được có vốn để mở rộng lớp học và cho số lượng học sinh tăng lên. Hay có tăng sản lượng mà tăng số lượng học sinh mà cái phòng thì chỉ thiếu được 2 chỗ mà dự tính tăng 5 chỗ học ngồi chỗ nào. Đấy, cho nên khi mà phản biện những vấn đề thực tế tôi rất chú ý với tính khả thi về mặt liên tiếp giống nhau hết đấy. Nhưng cái khác của các bạn là phải xem cái chỗ đó nó như thế nào thực tế thôi. Được chưa? Rồi như vậy thì các bạn lưu ý giữa liên tiếp và thực tế như thế thôi. Đúng chưa? Cho nên nhiều vị á mà không nắm kỹ á là cứ ở gặp tù hết mà vui ra một chỗ là rối đỡ được. Đúng chưa? Đó là các bạn nghiên cứu ví dụ này dùng. Sao dứt ca nó cái nhiều mà dứt ca tôi thì lâu lâu đi vận lan thôi, không phải làm cái gì cho nhà nước hết, lâu lâu đi lang thang ngoài cuộc đời. Cái hiệu nào xong cái hiệu thì sao không dễ ai nói sao không dễ. Rồi, bắt đầu. Điều thứ nhất, bằng gặp chữ phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ thấp giá thành sản phẩm so sánh được thì các bạn phải tranh thủ gặp những sản phẩm không so sánh được. Được chưa? Ví dụ, đây, có số liệu 2 năm thì có rồi đây. Đúng chưa? 2 năm. Được chưa? Như vậy bây giờ vấn đề còn lại là xem anh nào không có mức giảm loại ra. Được chưa? Anh thứ nhất có rồi, anh thứ hai cũng giảm được 10 đồng, anh thứ ba cũng giảm được 10 đồng, anh thứ tư cũng giảm được 40 đồng, phấn đấu như thế, chỉ có anh này không có mức giảm loại bỏ. Được chưa? Rồi. Như vậy, sau khi loại bỏ sản phẩm không so sánh được thì các bạn còn lại là sản phẩm so sánh được, có 4 sản phẩm thôi. Và nội dung các bạn trình bày, một chỉ tiêu phân tích là mức hạ và tỷ lệ hạ. Đây có một đối tượng đó nha, đối tượng là biến động mức hạ và tỷ lệ hạ. Phương pháp phân tích các bạn làm một cái bảng phân tích chung và một cái bảng tính toán phân tích các nhân tố ảnh hưởng. Quan sát khi bạn tính toán đây. Rồi, đọc sơ qua đi, thầy sẽ hướng dẫn nha. Bữa nay mà nếu kết thúc sớm thì các bạn sẽ làm một bài kiểm tra nữa đấy. Không còn con đường nào khác hết. Chỉ có làm như thế thì mai các bạn có kỳ vọng được. Còn lớp nào mà ít kiểm tra đấy, tôi phúc thật cho các bạn dần đại học mà làm kiểu như thế này, quả thật cũng chẳng
sướng gì. Đấy. Nhưng mà không làm như thế thì các bạn rất nhiều lại bỏ tôi nữa thì tội lắm. Đấy. Chứ còn đi dẫn đại học mà làm giáo sư cấp 1, cấp 2 như thế này dở vui sướng gì thế. Các bạn tưởng sao bên trường y đi, khóc lắm. Bên trường y thầy chẳng hề nhắc trò một tiếng, mà học trò người ta cắm đầu cắm cổ người ta học. Đấy, chẳng có vừa nhắc làm bài tập, rồi người ta cũng làm màu hào vì nghề nghiệp tương lai của họ. Đây, các bạn học hay sướng hơn nghề y nhiều. Nghề y học có khi sáng học, có khi học ngày, đêm đi trực bệnh viện. Đấy, cho nên các em học cũng đi cực lắm, không phải giống như các bạn đâu. Các bạn sáng học, chiều đi nhậu, bệnh y sáng học, chiều tối vô bệnh viện, trực đỏ mắt. Đúng chưa? Cho nên nếu nói về tâm sinh lý thì sinh viên kinh tế có vẻ là vui vẻ hơn. Còn bên y thì các bạn có nhiều bạn là bị chết nặng lắm. Mà ra trường thì được trả lương 4-5 triệu tháng. Đúng chưa? Nhà tôi bác sĩ đã đọc mình lại thì tôi không biết là lương cao hay thấp. Bác sĩ ra trường lương cũng giống như các bạn ra trường tính theo tham vọng. Hệ số bây giờ khởi điểm chỉ được khoảng 4.7. Mà phải mấy năm làm không nữa nha. Không phải như các bạn đâu. Vì cháu tôi không phải mất 5 năm đó, làm chủ điểm nữa. Rồi, bắt đầu để ý tôi giải thích nha. Đây, cột thứ nhất, các bạn dùng để tính hai cái tham số là QKI, ZKI và QKI, ZOI để phục vụ cho tính mức hạm và tỷ lệ hạm giá thành kế hoạch MKI và TKI. Được chưa? Rồi. Còn cột này á, các bạn có hai tham số là QTI, ZTI thì phục vụ cho tính toán MTI và TTI. Còn cột chính giữa này giúp các bạn phân tích các nhân tố ảnh hưởng. Yeah. Còn cột cuối cùng là so sánh giữa thực tế và kế hoạch để biết được tình hình thực hiện nhiệm vụ ra sao. Đó là số liệu. Yeah. Ví dụ như cột này QTI nhân ZKI có nghĩa là các bạn lấy sản lượng sản xuất kế hoạch nhân giá thành kế hoạch, được chưa? Của sản phẩm A, của sản phẩm B, của sản phẩm C, của sản phẩm E và cộng lại, được chưa? Đó. Còn cột này thì bằng QKI nhân ZOI có nghĩa là bằng sản lượng sản xuất kỳ kế hoạch nhân cho giá thành thực tế kỳ trước. Yeah, các bạn lần lượt nhận lên tổng lại được 8.080.000. Được chưa? Rồi. Như vậy từ đây mức hạ bằng QKI trừ Z trừ cho QKI ZOI là 1 triệu trừ 1.010.000 bằng A10. Được chưa? Lấy A10 này chia cho QKI ZOI được A0.99. Tương tự sản phẩm B, sản phẩm C và sản phẩm E. Còn cổ mà cái dòng tổng cộng này thì bằng 7.900.000 trừ 8.080.000 ra A180. Và lấy A180 này đem chia cho 8.080.000 thì sẽ được A2.23%. Đó chính là mục tiêu kế hoạch cho toàn công ty cũng như từng cái sản phẩm số
trường, được chưa? Nào, đến thực tế các bạn sẽ có này QTA và yes, QTA và QTOA trừ ra âm 20. Lấy âm 20 này chia cho cái góc thì sẽ được âm 1.98, được chưa? Tương tự như vậy thì các bạn sẽ có sản phẩm B, sản phẩm C, sản phẩm E và toàn công ty, được chưa? Đấy, toàn công ty thì các bạn sẽ lấy QTA ZTA này trừ cho QTA ZOI và lấy âm 257.250 này chia cho cái góc này được là âm 3.200, được chưa? Còn kết quả thực hiện delta M thì bằng MT trừ MK bằng trừ 20 và trừ cho trừ 10 thì bằng 20, được chưa? Còn delta T thì bằng gì? Là TT trừ cho TK bằng âm 1.98 trừ cho trừ âm 0.99 được âm 0.99. Tương tự các sản phẩm của công ty. Như vậy đó chính là phần cách chung, được chưa? Là các bạn còn cái dòng này thì các bạn rút trước từ trên xuống, từ cái này xuống thôi, không có gì. Đó là xong phần phân tích chung. Nếu yêu cầu phân tích chung đến đây các bạn dừng lại và đưa ra lời bình luận, được chưa? Còn nếu yêu cầu phân tích thì phải làm tiếp theo luôn. Đó, có ba nhà tố. Để dễ nhớ các bạn để ý nè, đây bộ chỉ tiêu chúng ta có delta M và delta T, được chưa? Dạ. Và quan sát trên này các bạn có ba nhân tố. Nhân tố thứ nhất là sản lượng, được chưa? Là quy. Thì đầu tiên các bạn phải làm một việc tính tỷ lệ hoàn thành công thức bằng tổng sigma quy TI nhân yes hồi chia cho tổng sigma quy KI yes hồi phần trăm. Và trong bài này các bạn quy TI yes hồi là 8.048, đúng chưa? Đấy, đúng chưa? Còn WTKYZOI là cái này 8.080 thì các bạn sẽ được con số mà tôi đã tính là 99.60%, đúng chưa? Đó. Như vậy từ đây các bạn sẽ có delta M vô quy. Công thức cuối cùng các bạn cần nhớ là bằng tỷ lệ hoàn thành trừ cho gì 100%, nhân cho gì mức giảm giá thành kỳ kế hoạch. Đây, quy là 99.60% trừ cho 100%, đúng chưa? Nhân cho mức giảm giá thành kế hoạch các bạn có được là số này âm 180, đúng chưa? Đấy, nhân cho âm 180, nhớ dùng số thì chuẩn xác thì các bạn sẽ có được con số mà tính ở đây là dương 713, được chưa? Đấy, dương 713. Còn cái kia thì không cần đến nữa, mà delta M, delta T và Q nó dĩ nhiên là bằng không, không cần tính cả thứ nhất, được chưa? Là thứ hai là nhân tố gì? Kết cấu
chưa? Nhân tố kết cấu thì các bạn thấy cả về mức giảm và tỷ lệ giảm đều ảnh hưởng, đúng chưa? Cho nên các bạn sẽ thấy một delta m bộ kết cấu. Công thức mà các bạn cần nhớ để tính toán là tổng sigma QTI trừ QKI nhân cái chênh lệch giữa ZKI và ZOI. Đấy, công thức của các bạn trừ delta m bộ QI. Được chưa? Rồi. Còn delta gì? Delta T mở nhân tố kết cấu thì các bạn lấy cái này nè, delta M mở kết cấu chia cho tổng sigma QTI ZOI phần trăm. Được chưa? Bây giờ các bạn sẽ để ý nè, 1 QTI nhân ZKI đầu, QTI nhân ZKI 7.870.000. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi. Thứ hai, QTI nhân ZOI và dấu trừ. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi. Như vậy bằng trừ của gì? QTI nhân ZOI. Đây. Trừ của QTI nhân ZOI. Đây, QTI ZOI trừ 8.048.000. Thấy chưa? Được chưa? Rồi. Còn cái này QKI nhân lên QKI ZKI. Đây. QKI ZKI. Đây. 7.900.000. Đúng chưa? Và trước nó là gì? Dấu trừ. Được chưa? Rồi. Còn trừ mà nhân với trừ thì bằng gì? Bằng cộng. Đúng chưa? Trừ nhân với trừ bằng gì? Bằng cộng. Cho nên nó là gì? Cộng của gì? QKI ZOI cộng. Thấy chưa? QKI ZOI là 8.080.000. Thấy chưa? Thì các bạn trừ cho mức giảm giá thành bộ nhân tố quy trên này chỉ xuống bằng dương 1.287. Được chưa? Rồi lấy dương 1.287 này chia cho tổng sigma QTI ZOI 8.048, các bạn sẽ được 0.02%. Được chưa? Rồi, đó là thứ ba là nhân tố giá thành đơn vị. Thì các bạn cũng sẽ có đây ảnh hưởng bởi gì? Nhân mức giảm giá thành do nhân tố giá thành. Thì công thức của các bạn nó là bằng gì? QTI nhân cho gì? Tổng sigma và nhân cho ZTI trừ ZOI. Đấy. Mà QTI ZTI đây, QTI ZTI đây 7.790.750 trừ cho QTI ZKI 7.870.000 là âm 79.250. Đúng chưa? Lấy mức giảm này chia cho tổng giá thành QTI ZOI 8.048, các bạn được 0.99% là xong phần gì? Phần phân tích chi tiết. Được chưa? Đó. Và khi các bạn tính xong thì nhớ giùm tôi thử lại lần cuối cùng trước khi đưa ra bình luận này để ý dùng. Thứ nhất, 713.1287 và số này, ba cái cộng lại phải đúng số này. Được chưa? Đấy, khi các bạn tính toán nó có thể xuất hiện số lẻ thì các chi tiết cộng lại phải bằng đúng số đó. Rồi. Còn ba số này cộng lại 1, 2, 3, đúng chưa? Sẽ bằng số này 0.93%. Thấy chưa?
mà cộng lại không đúng, có nghĩa là các bạn có một trục trặc gì đó trong tính toán. Nên phải thận trọng kiểm tra lại trước khi mà chúng ta đưa ra lời bình. Bây giờ các bạn ghi là cái số, bỏ số này nha, cái số này để ghi nó quả, thì bỏ cái số tôi quan sát, ghi cái số thì gia truyền biến đấu thôi nha. Cái số đó thì giúp các bạn biết cơ cấu thế nào là quan trọng, thế nào là quan trọng nha. Rồi, trước nhất các bạn lưu ý cho tôi một điều. Không nhận xét này giống không nhận xét trước. Được chưa? Cho nên tôi không trình bày lại một cách chi tiết giống như là nhận xét trước, mà tôi chỉ gợi ý và trách nhiệm của các bạn là viết là mình. Đây, cách các bạn viết là như thế này. Để sau này còn những bài tập khác, các bạn mới biết cách viết. Đây. Đầu tiên viết cái này. Được chưa? Ví dụ như các bạn sẽ nói là trong năm tài chính á, thì trong năm chúng ta các bạn là đây số này trước nha. Trong năm tài chính thì các bạn sẽ có MT là bao nhiêu? Được chưa? Tôi nhắc lại, các bạn biết là trong năm tài chính MT là bao nhiêu? Là số nào? Đúng chưa? Và các chi tiết MTA, MTT, MTB, MTC, MTE biết là. Được chưa? Tôi gợi ý cái cách các bạn viết. Các bạn biết thứ nhất là hiện tại chưa? Đầu tiên á là các bạn sẽ mô tả cái gì? MT bao nhiêu?
Dạ, trong đó MTA. Dạ, MTA. Rồi MTB. Vâng vâng. Được chưa? Thứ hai đem TT bằng bao nhiêu? Đấy. Và trong đó cũng có CTA. Vâng vâng. Được chưa? Cần biết là vậy. Rồi thứ ba delta M bằng bao nhiêu? Và trong đó delta M A bao nhiêu? Được chưa? Thứ tư là delta T bằng bao nhiêu? Và trong đó delta T do A bao nhiêu? Viết ra. Được chưa? Đấy, thì trên đó nó có các cái số liệu đấy. Và thứ năm, đây delta M của quy bao nhiêu? Delta M bởi kết cấu bao nhiêu? Delta M bởi giá thành bao nhiêu? Và bên đây là delta T bởi kết cấu, delta T bởi kết cấu bao nhiêu? Delta T bởi giá thành bao nhiêu? Viết ra xong cái nào là hiện trạng các bạn mô tả chi tiết như vậy. Được chưa? Và sau này á, gặp những cái bài tính giống như thế này các bạn cũng làm như vậy. Trước cái delta T kết cấu lại gì? Delta V. Ủa, delta nó bỏ rồi. Bỏ. Được chưa? Rồi. Và xong bức tranh hiện trạng thì các bạn bám vào mấy con số đó, chuyển từ số liệu sang gì? Dấu hiệu. Được chưa? Tôi ghi cái ý thứ hai ấy, thì các bạn chú ý giùm tôi như thế này. Đây là hiện trạng. Được chưa? Còn đặc điểm ấy, thì các bạn lưu ý cái cách mà chúng ta làm là gì? Chuyển số liệu thành gì? Dấu hiệu. Tốt xấu. Được chưa? Và sau đó là xác định nhân tố cần thiết và xác định nhân tố ảnh hưởng chủ yếu. Đấy, đó là đặc điểm của giải pháp. Giải pháp thì các bạn lưu ý cho tôi, tốt thì duy trì và xấu thì cần khắc phục. Cần khắc phục. Và cuối cùng là gì? Trọng tâm ở đâu? Đấy, các bạn biết cái là mình như vậy. Vì nếu đọc các bạn biết quen thì các bạn đi biết cái là mình tệ lắm. Cho nên có những bài tôi đọc, có những bài gợi ý để các bạn tự chuyển sang. Và các bạn khi chuyển sang ấy, có cái gì không rõ ràng thì trao đổi lại để giải thích. Rồi thôi các bạn mình cho nó một tí nha. Đấy, còn một kiểu bộ nữa là hết chương này. Đây. Coi về chương hướng đã chuẩn bị sẵn hết rồi.
lấy bài kìa, ta làm tới giờ. Chắc hôm nay không kịp giờ. Không kịp á thầy. Kiểm tra đi này. Em đi. Đây, em đi ngày rồi. Còn một chút còn văn em ghi ngày rồi. Anh. Em ghi ngày rồi. Vì bài này thì các bạn đã được học trong chương trình kế toán chi phí. Tôi tận dụng lại và mở rộng ra nha. Để xuống đi. Rồi, với lại thì tôi nhắc lại nha. Các bạn một giai đoạn thì lĩnh vực này các bạn đã học trong môn kế toán chi phí được chưa? Và thậm chí kế toán quản trị. Nhưng ở đây chúng ta có một điểm khác, đó là không những các bạn so sánh dữ liệu thực tế với kế hoạch hay dự toán, mà các bạn còn so sánh thực tế kỳ này với thực tế kỳ trước. Đấy là một cái khác. Như vậy nếu các bạn so với kế hoạch thì chúng ta kiểm soát cái mục tiêu của chúng ta, còn so với kỳ trước thì giúp các bạn thấy được một cái xu hướng thay đổi. Như vậy thì các bạn quan sát sơ qua, tôi sẽ tổng kết lại một số vấn đề và một số ngôn ngữ mà các bạn cần lưu ý. Là như vậy thì về phân tích các bạn một cái hành, thì đầu tiên các bạn cũng chọn các cái chỉ tiêu, đó là các bạn một cái hành. Và trong chương trình này các bạn có 3 bậc 1: nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và sản xuất chung. Cho nên chỉ tiêu sử dụng có thể là một trong 3 chỉ tiêu này. Thứ hai là về đối tượng phân tích thì các bạn sẽ có biến động các bậc một giá thành, và biến động này như tôi vừa nêu có thể là thực tế so với kế hoạch hoặc thực tế kỳ này so với thị trường. Rồi, phương pháp phân tích thì các bạn dùng 2 phương pháp: một là phương pháp so sánh, hai là phương pháp phân tích các nhân tố ảnh hưởng. Đấy, và sau cùng chúng ta đi tìm hiểu sự biến động này cũng như những cái nhân tố địa chỉ cụ thể trong tác động. Được chưa? Đó là nội dung. Bây giờ tôi sẽ nhắc lại những kỹ thuật mà các bạn đã học rồi. Đây, các bạn, đây chính là những kỹ thuật. Và trong kỹ thuật này tôi chỉ nhắc lại, tôi dùng cái kiến thức của kế toán chi phí và kế toán quản trị, tôi so giữa thực tế với dự toán. Còn các bạn có thể mở rộng ra so sánh thực tế kỳ này với thực tế kỳ trước. Bây giờ các bạn xem sơ một tí rồi tôi sẽ giải thích. Đang tìm ra. Cái này là in màu đen, còn kia in màu sáng. Ê, sự in cái gì nhìn chút xíu mà, in 22 thôi, 2 trang thôi. Hả? In màu sáng á, trong mực in màu sáng thì nó mới ra màu sáng. Rồi, các bạn bắt đầu tôi giải thích cái này tí nha. Rồi, như vậy thì các bạn sẽ thấy như thế này. Trước khi tiến hành sản xuất thì các bạn sẽ điều chỉnh lại dự toán. Lý do là như thế này. Hôm trước thì khi mà các bạn học trong chương trình kế toán quản trị, các bạn có một chương gọi là dự toán ngân sách, đúng không? Đúng chưa? Và ở đây thì cho tôi hỏi các bạn có phân biệt được cái từ chiến lược, từ kế hoạch và từ dự toán không? Phân biệt ba từ này không? Phân biệt được không? Thì phân biệt được nó diễn cái chỗ này. Đấy. Thế thì nó như thế này. Khi các bạn bước vào kinh doanh thì các bạn sẽ nuôi trong đầu các bạn một hoài bão về một cái dòng sản phẩm nào đó. Đúng chưa? Và những cái hoài bão, cái ước tính theo đuổi của các bạn trong một dòng sản phẩm đó, người ta gọi là chiến lược. Nó có thể là các bạn sẽ theo đuổi nó là 5 năm, 10 năm hoặc là một thời gian lâu hơn về cái dòng sản phẩm này. Và hàng năm á, thì các bạn chuyển hóa cái gì
cái chiến lược đó, cái hoài bão đó của các bạn thành những cái bản kế hoạch cụ thể. Ví dụ là các bạn sẽ chỉ đến năm nay tôi sản xuất bao nhiêu, tôi phải đạt lợi nhuận bao nhiêu, tôi phải cần sử dụng những nguồn lực nào, thì cái đó người ta gọi là kế hoạch. Và bản kế hoạch các bạn cần xây dựng vào cuối quý 3 và đầu quý 4 để làm cái định hướng cho một năm tài chính. Thế thì nhưng mà trong kinh tế thị trường các bạn sẽ thấy là sản lượng, là tiêu thụ nó dao động, chứ nó không khó có thể là một con số như mơ ước, đúng chưa? Thế thì cứ đầu mỗi tháng, mỗi tuần, nói chung là trước khi tiến hành một cái kỳ sản xuất, các bạn phải lặp lại theo cái tình hình thực tế. Ví dụ các bạn lên kế hoạch là 1.000 sản phẩm trong tháng 1, nhưng mà trước cái tình hình là gì, tiêu thụ nó ế ẩm, các bạn phải tính lại, không thể 1.000 cho chết được. Cho nên các bạn có thể điều chỉnh lại là 500. Thì cái tính toán 500 này người ta gọi là dự toán điều chỉnh, được chưa? Cho nên nếu các bạn đọc trong một công ty thực tế thì cái bản nó được xác lập ngay đầu tuần sản xuất nếu là công ty nước ngoài. Còn chân tình đó với các bạn ở các công ty Việt Nam thì tôi cũng có tham gia, nhưng mà ít thấy cái bản này là đấy, anh làm một cái kế hoạch xong nó cứng luôn, không có điều chỉnh. Thì các bạn lưu ý cái này người ta gọi là dự toán điều chỉnh, được chưa? Rồi, và từ bản dự toán điều chỉnh này nó là cái cơ sở để các bạn triển khai hoạt động sản xuất, và sau đó kết thúc thì các bạn sẽ đo lường bằng thực tế, ví dụ vật liệu thực tế bao nhiêu, lượng nguyên vật liệu thực tế bao nhiêu, đem so hai cái này lại với nhau thì các bạn sẽ có là biến động. Đây, đây, được chưa? Và từ chuyên môn kỹ thuật, so hai cái này các bạn còn có một từ, đó là một biến động, phân tích thành một biến động. Và khi các bạn xác định một biến động này thì nó chỉ giúp cho các bạn thấy được một cái điều là chi phí tăng hay giảm so với cái dự trù của tôi thôi, còn truy ra nguyên nhân thì không truy được. Đấy. Thế thì để truy ra nguyên nhân các bạn tiếp tục phân tích nữa. Đây, và đầu tiên truy ra giá. Tại sao các bạn truy giá trước? Để chúng ta theo dõi một cái sự chuyển hóa tài sản, một sự biến động và chuyển hóa tài sản từ thị trường vào cái khấu tài sản của doanh nghiệp. Đấy là giá trước nha. Vì đầu tiên là các bạn mua, đúng chưa? Cho nên nó sẽ cái biến động giá đó, nó phản ánh một sự chuyển đổi biến động từ thị trường vào giá trị tài sản chính thức của doanh nghiệp. Đấy, cho nên này các bạn là giá thực tế nhân với lượng nguyên vật liệu thực tế, còn đây là giá dự toán nhân với lượng nguyên vật liệu thực tế theo cái số mà chúng ta mua vào, thì các bạn được là biến động giá. Còn biến động lượng là giúp các bạn quan sát những cái dấu hiệu dao động xảy ra khi chúng ta sử dụng. Đấy, thì các bạn sẽ lấy giá dự toán nhân lượng thực tế nhân cho giá dự toán nhân với lượng dự toán điều chỉnh. Chỗ này các bạn phải suy nghĩ. Đấy, thì rất tiếc thì tôi cũng đã nói với các bạn từ đầu á, bắt đầu sang năm á thì chúng tôi mới giảm toàn bộ cái chương trình dựa trên cái nền tảng kinh tế thị trường. Đấy, còn năm nay thì các bạn chương trình vẫn còn pha trộn trộn với con cấp, và mỗi một cái nguyên lý quản lý thì cái cách người ta phân tích nhìn nhận dấu hiệu có khác cho nhau. Đấy, thì các bạn sẽ để ý mấy cái điểm đấy. Rồi, thì cái này là biến động lượng. Và để trả lời cho các biến động giá thì các bạn sẽ tìm hiểu những nhân tố bên ngoài sản xuất. Tôi sẽ trả lời đó là những nhân tố gì, được chưa? Rồi, những nhân tố bên trong sản xuất tôi sẽ trả lời cho các bạn là những nhân tố gì ở cái bảng biểu hiện phía sau. Rồi, như vậy đó là biến động lượng. Bây giờ đến biến động giá, biến động chi phí nhân công trực tiếp của bạn rất giống biến động lượng. Hai cái này nó cùng kỹ thuật phân tích. Lý do vì sao thì như các bạn biết đây là gì, là phân tích biến động chi phí, được chưa? Rồi, cho nên cái này tôi bước qua và các bạn học được biến toán chi phí là cũng có rồi. Đây, phần này thì các bạn chú ý nó có vài cái chính giác mà năm nào sinh viên cũng bị do nhận sai. Thì nếu các bạn đọc trong giáo trình thì giáo trình đều dùng chữ dự toán, nhưng mà tôi dịch lại thành dự
tiêu chuẩn. Bây giờ tôi giải thích cái chữ này cho các bạn tí. Tôi nhắc lại nha. Trong sách thì ghi là biến phí sản xuất chung dự toán, định phí sản xuất chung dự toán. Nhưng tôi giúp muốn làm cho các bạn phát hiện rõ cái từ này ra, nên tôi dùng chữ tiêu chuẩn. Được chưa? Như bài tóc chương trình hai chữ này. Thế thì nó như thế này nha. Giả sử như chủ nhật này các bạn tổ chức một tiệc sinh nhật. Đúng chưa? Có dân là kinh tế mà không phải tính toán kiểu trù nhau vừa được sao, đúng không? Đấy, các bạn có dự tính mời 10 người, một người là 100. Thì đó là một bản gì? Kế hoạch cho buổi tiệc chủ nhật này 10 nhân 100 là thực hiện. Thì đó là chi phí kế hoạch, hay các bạn còn gọi là chi phí dự toán. Được chưa? Đến ngày chủ nhật các bạn tổ chức sinh nhật, thế thì các bạn 10 người, nhưng mà vô tình có vài bạn tổ chức công tác tại thành phố Hồ Chí Minh này cũng muốn dự sinh nhật của các bạn cho vui, thế thì xuất hiện 12 người. Đúng chưa? 12 người đó là số người tham gia thực tế. Thì các bạn có phải ngồi qua tính toán lại cái bản kế hoạch tài chính mình bằng cách lấy 12 người nhân cho mức tiêu chuẩn của người là 100. Các bạn được triệu hai. Trong sách gọi là chi phí dự toán, nhưng tôi dùng chữ là chi phí tiêu chuẩn, có nghĩa là chi phí theo mức dự toán tính cho hoạt động thực tế xảy ra. Đấy, thì các bạn gọi là tiêu chuẩn. Rồi sau buổi tiệc thì các bạn nhận được hóa đơn từ nhà hàng, giả sử như là 1,5 triệu, thì đó là chi phí thực tế. Được chưa? Cho nên các bạn phải phân biệt rõ cái này được. Rồi như vậy từ cái tiêu chuẩn là 1,2 triệu này, đúng chưa? Sau khi kết thúc buổi tiệc sinh nhật, các bạn gom được chi phí thực tế trên hóa đơn, thì đó là chi phí sản xuất chung thực tế, đem so được 1 biến động. Được chưa? Rồi bây giờ muốn phân tích sau đêm thì các bạn bắt đầu mổ xẻ ra đi. Này, thứ nhất, đầu tiên đây là chi phí sản xuất chung thực tế bằng biến phí sản xuất chung cộng định phí sản xuất chung thực tế. Còn đây là biến phí sản xuất chung dự toán điều chỉnh. Tôi viết tắt là dòng sau và tôi có lý giải cái thuật ngữ này như sau. Còn định phí sản xuất chung thì chỉ là dự toán, không điều chỉnh. Các bạn biết lý do vì sao? Vì biến phí gắn liền với hoạt động, nên khi phân tích chúng ta phải điều chỉnh theo hoạt động thực tế. Còn định phí là có nguồn gốc từ gì? Đầu tư mua sắm sử dụng tài sản dài hạn, từ cơ cấu tổ chức quản lý, từ những hành vi quản trị mang tính chất dài hạn. Cho nên khi phân tích các bạn phân tích dài hạn, không điều chỉnh theo cái mức hoạt động thực tế. Đấy, cho nên nó có cái định phí sản xuất chung dự toán mà thôi, không có điều chỉnh. Rồi thì các bạn làm được so cạnh này thì được gọi là biến động giá. So cạnh này các bạn được gọi là biến động lượng. Ngoài cái từ biến động giá và biến động lượng, các bạn còn cái từ tương đương là biến động kiểm soát được và biến động không kiểm soát được. Tôi giải thích kỹ cho các bạn cái từ này để các bạn hiểu nhầm không hay. Bây giờ dưới lớp các bạn biết mình mấy ký không? Ai biết mình mấy ký đã đưa tay mình xem. Rồi, chứng tỏ rằng năm nay theo gần cuối đại học rồi mà không nắm gì hết. Em căng bằng cái gì? Căng bằng cái căng và căng nào cũng có dùng sai hết. Như vậy mình chứng xác là mấy ký. Đấy, cho nên á, các bạn để ý một khoản chi phí kiểm soát được là một khoản chúng ta biết tính chính xác nó thì đó, và nó thuộc về quyền quyết định của chúng ta. Còn một khoản chi phí mà không thể tính chính xác được và không thuộc quyền kiểm soát của chúng ta gọi là không kiểm soát được. Đấy, cho nên cái từ này các bạn rất nhiều bạn hiểu sai. Tôi chỉ nói các bạn một điều rất đơn giản như thế này. Toàn bộ hệ thống các công cụ kế toán đo lường về chi phí trong lịch sử phát triển của nó gắn liền với giải quyết yếu tố về lượng, không phải về giá. Giả sử tôi hỏi các bạn, đêm nay chúng ta xài bao nhiêu kWh điện lớp này?
bao nhiêu. Nếu các bạn đánh đồng hồ thì đồng hồ cũng có những sai mà, nó cộng trừ mấy phần trăm đúng không? Nếu các bạn không đánh đồng hồ thì phân bổ theo diện tích chúng ta được A kWh, mà phân bổ theo đầu người chúng ta có B kWh, mà phân bổ theo thời gian chúng ta có C kWh. Như vậy thực chất nó là bao nhiêu. Đấy, cho nên nhân tố lượng là một nhân tố không thể xác định chính xác về chi phí của nó, nên đó nó luôn luôn là nhân tố không kiểm soát được. Còn nhân tố giá thì tôi hỏi các bạn, môn này các bạn đóng bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? Các bạn sẽ nói không sai một xu, đúng chưa? Như vậy thì rõ ràng các bạn biết chính xác, được chưa nè? Cho nên giá là nhân tố chúng ta có thể tính những cái biến động nó chính xác không sai xu nào đấy, nó chỉ còn thuộc về cái phạm vi quản lý chúng ta nữa là kiểm soát được. Được chưa? Các bạn đừng có nhầm hai vấn đề nha. Giá cả trong thị trường là khó kiểm soát, nhưng mà tính biến động giá là chuyện kiểm soát của chúng ta. Hai từ đó hai lĩnh vực khác, được chưa? À, như vậy thì chúng ta đây là những cái công thức. Bây giờ tôi sẽ lý giải để các bạn đừng sai chỗ này. Rất nhiều các bạn khi làm bài và đến cái phần này bị dính sai liên tục. Này, tôi lấy ví dụ nha. Bây giờ các bạn lên kế hoạch sản xuất 10 sản phẩm. Mẫu sản phẩm mức tiêu hao là 4 kg phần tư, và mỗi kg là 10 đồng, đúng chưa? Thế thì các bạn sẽ được chi phí kế hoạch là 4 đồng, được chưa? Đến thực tế các bạn gì? Sản xuất là 20 sản phẩm với mức tiêu hao là 3 kg một sản phẩm, và mức giá vẫn giữ nguyên là 10 đồng một sản phẩm. Thế thì các bạn sẽ được 6 đồng, đúng chưa? Đó. Lấy thực tế trừ dự toán, các bạn sẽ bài bao nhiêu này? Là các bạn lấy thực tế trừ dự toán thì các bạn sẽ bài dương 200, đúng chưa? Mà dương 200 là biểu hiện tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt. Dương chỗ này mà còn không xác định gì nữa là tốt, mà thực tế đang diễn ra bên trong là tốt hay xấu? Xin lỗi, cái này là xấu nha, mà thực tế đang diễn ra tốt hay xấu? Tốt. Rồi thực tế là gì? Tốt. Tốt rất rõ ràng. 4 kg này tôi làm 3 kg thì giảm 1 kg quá tốt gì nữa, đúng không? Như vậy số liệu biểu hiện xấu mâu thuẫn cái gì? Thực trạng bên trong. Mà các bạn biết khoa học xã hội và khoa học kỹ thuật khác nhau chỗ nào không? Khoa học xã hội là chúng ta nghiên cứu những hiện tượng, những biểu hiện bên ngoài xã hội, và qua những kỹ thuật tính toán chúng ta truy ra, chúng ta nhận thức ra cái dấu hiệu bên trong, cái đặc điểm vốn có bên trong. Nhưng mà ở đây biểu hiện không đúng bên trong thì các bạn phân tích sẽ trơ vơ, đúng chưa? Chúng ta sẽ nhìn sai lầm. À, bây giờ có hai việc. Việc thứ nhất là tôi chuyển thực tế thành kế hoạch. Đây, tôi viết tắt là thực tế điều chỉnh, đúng chưa? Là 10, 3 và 10, đúng chưa? Thì các bạn sẽ được là 300. Thực tế trừ dự toán bằng mấy? Âm 100, mà âm là gì? Là tốt. Mà biểu hiện bên trong cũng tốt. Dạ, cái này có vẻ hợp lý đấy, tin tưởng được đúng không? Dạ, cái này có vẻ tin tưởng được rồi đấy. Vì biểu hiện bên ngoài chúng sự kiện gì? Bên trong, đúng chưa? Thứ hai, các bạn chuyển từ kế hoạch sang thực tế. Cái này gọi là kế hoạch hay dự toán điều chỉnh. Thì bài 20 nhân 4 nhân 10 thì các bạn sẽ được là 800. Lấy thực tế trừ dự toán sẽ bằng âm 200, được chưa? Biểu hiện cái này tốt hay xấu? Tốt. Và thực tế
đầu chà, cái này thì khó đấy. Băn khoăn giữa hai dòng nước, chọn một dòng. Bây giờ chọn cái nào đây? Cái nào cũng đúng hết. Thế thì bây giờ chọn cái gì đây? Cái là khó rồi. Được chưa? Cái này thì bắt rồi, bắt bỏ rồi, đúng chưa? Là cái này không hợp lý rồi. Các bạn đưa ra nhận định sai sai. Hai cái này điều đúng thì chọn cái nào? Đây, nó tiền là nó nằm chỗ đó. Thế thì ở đây ấy, các bạn thấy 10 sản phẩm là số thật hay số giả tưởng? Chỗ nào ai người đây? 10 sản phẩm này là gì? Giả thiết không có thật. Mà phân tích một vấn đề không có thật thì các bạn sẽ đưa ra một giải pháp ảo tưởng, nên loại bỏ, đúng không? Phân tích một vấn đề không có thật thì giải pháp của các bạn sẽ gì? Sẽ không có thật. Cho nên cái này là ảo tưởng giải pháp, chỉ còn cái này. Đấy. Và vì vậy nên á, đây là gì? Là mức giá, đúng chưa? Còn 20 sản phẩm nhân cho 4 kg cho một sản phẩm này, các bạn không gọi tên là gì? Lượng điều chỉnh. Đấy, nó chính là chỗ này. Được chưa? Đấy, nó bằng gì? Sản lượng sản xuất thực tế nhân mức tiêu hao dự toán, thì gọi là lượng nguyên vật liệu điều chỉnh. Lượng nguyên vật liệu dự toán điều chỉnh, được chưa? Đấy, cho nên đa số các bạn hiểu sai chỗ này, hiểu nhầm chỗ này, được chưa? Đấy. Rồi tôi chỉ giảm hết những cái từ khó hiểu thôi, còn lại những cái từ mà đơn giản thì các bạn sẽ tự đọc dần. Như vậy để giúp các bạn đừng quên thì tôi vẫn để lại những cái diễn giải ra để cho cái công thức đấy. Rồi như vậy, thứ nhất là tôi đã nhắc lại cho các bạn các kiến thức về kỹ thuật thông tin. Bây giờ đến phần bình luận. Đây, trong này có mấy bạn chưa có bạn gái? Mấy bạn nào có bạn nam thì chưa có bạn gái là chưa ta chia rồi. Rồi bạn nào có vợ là nó không nghe thử nói dùng cho tôi quy trình 8 cái. Đầu tiên là gặp cô gái hỏi cái gì? I love you. À, em cái gì không? Có phải nhận không? Gọi tiếng Anh gọi là question em đấy, đúng chưa? Biết tên em rồi thì hỏi đến câu cái gì? Em tên gì, em ở đâu? Như vậy cái câu where và ở đâu đó giúp các bạn nắm cái gì chứ không? Where thì nghĩ nhiên nó trốn chứ không cái gì. Cái nào không thông tin? Rồi ơi, thế là biết được cái văn hóa mà đâu người đó xuất xứ. Được chưa? Em tên gì, em ở đâu? Thực chất là hỏi là quê quán em để biết em là người Trung hay người Pháp hay người Nam. Mỗi người có một văn hóa khác biệt. Ví dụ người Nam các bạn vào nhà gặp người ta mời ăn cơm là nhờ muốn ăn liền, không ăn người ta gọi là sao. Nhưng người bác các bạn vào nhà mời cháu sân cơm cùng bác mà nhảy vào ăn là vô duyên hết sức. Dạ, phải đúng không? Này còn gặp người Trung á mà người ta mời bạn đến nhà tôi uống nước, tưởng đâu uống không là 6 cốc nước đầy đủ. Rồi như vậy thì câu thứ hai giúp các bạn biết được địa chỉ văn hóa, được chưa? Rồi câu thứ ba mà các bạn muốn biết đầu nắm được tên nè, nắm được văn hóa rồi sẽ bắt đầu mạnh dạn hỏi sâu thêm, tại sao mày đến với tao? Đấy, phải đúng không? Là why, đúng chưa? Và khi các bạn nắm được 3 vấn đề trên thì chúng ta mới gọi là action và hành động, đúng chưa? Rồi cho nên về cái quy trình tóm bằng cái cũng rất giống cái quy trình mà nhận biết dấu hiệu và khắc phục nha. Nên là từ đó đoán lấy. Rồi tôi giải thích nè. Thứ nhất, nếu các bạn tính toán xong mà thấy những con số trên lệch như trên lệch nguyên vật liệu
do giá, do lượng vân vân, và các bạn thấy là một con số gì, số âm, thì đó là một dấu hiệu, một kết quả tốt giảm chi phí. Mà thấy là gì, một dấu dương, thì đó là một dấu hiệu, một kết quả xấu. Được chưa? Là trả lời em tên gì, xấu thì tốt, đúng chưa? Rồi bây giờ phải hỏi em từ đâu đến đó em, được chưa? Đúng chưa? Where are you come from with me? Oh, đến chưa? Đến chưa? Đến chưa? Bạn từ đâu đến dương thôi. Được chưa? Hai cái que làm chứ không một cái que đâu nha. Đây. Rồi. Như vậy nếu các bạn thấy trên lệch cho biến động giá thì địa chỉ xuất hiện trên lệch này là bên ngoài sản xuất. Đó chính là những bộ phận cung ứng vật tư, lao động, dịch vụ, dự toán ngân sách. Cho nên nếu thấy xuất hiện cái này thì địa chỉ các bạn điều tra thẩm vấn chính là những bộ phận bên ngoài sản xuất cung ứng. Biến động giá thì dứt khoát phải hỏi bộ phận cung ứng. Biến động về gì? Lao động thì phải dứt khoát phải hỏi bộ phận tuyển dụng lao động. Và biến động dịch vụ dự toán nhất định phải hỏi cái người hoạch định và thực thi ngân sách, chứ không thể hỏi một sản xuất được. Đấy. Còn nếu các bạn mà thấy biến động lượng có nghĩa là do thay đổi về lượng, về công suất thì địa chỉ mà các bạn hỏi là chính nơi trong sản xuất, trong phân xưởng sản xuất, trong nếu mở rộng ra là bộ phận vận hành. Rồi như vậy biết em từ đâu đến chưa? Rồi bây giờ nhận xét tiếp là em đến như thế nào? Giờ đi bộ hay đi xe đỏ hay đi ô tô hay là người yêu chở đến gặp anh? Rồi cái điều tra cho kỹ nha. Rồi có hai trường hợp. Nếu trên là chi phí nhỏ hơn không, thứ nhất thể hiện một xu hướng tích cực là giúp các bạn thấy được một cái điều chỉnh giảm định mức, giảm giá thành để nâng cao hiệu quả. Nếu là cái hệ thống định mức chúng ta ổn định thì đó là một dấu hiệu thấy được tiềm năng chúng ta còn, được chưa? Còn trường hợp thứ hai á thì nó cũng có thể nhỏ hơn không, nhưng mà nó phản ánh một cái gì đó bất ổn trong hệ thống định mức, đó là âm. Ví dụ như thế này, các bạn cứ dự trù đi học một đêm xài 5 triệu đồng không quá hô thôi, nhưng cuối ngày về đến bốt lại xài có 2 chỗ. Thế thì các bạn lấy thực tế 2 chỗ trừ dự toán 5 triệu là âm 4.980.000. Có phải là do các bạn kiểm soát được chi tiêu mình không? Phải không? Không. Do việc mà các bạn xây dựng cái định mức nó bất hợp lý. Làm gì có 5 triệu mà xài mỗi đêm. Ở đây cái mặt thứ hai nó phản ánh có gì đó trục trặc trong cái hệ thống định mức. Đấy, chứ không phải là chỉ có âm là không thêm chuyện kia. Mà tương tự như thế thì đến dương cũng phải thôi. Một, nếu hệ thống ổn đời thì nó thể hiện các bạn không kiểm soát. Mà hai á, mà nếu hệ thống chưa ổn mà nó thể hiện cái này thì các bạn xem lại cái hệ thống định mức của những con mình. Ví dụ như thế này thôi, tôi lấy ví dụ rất rõ thôi, thì cái này có rất nhiều lập luận khác nhau, nhưng mà thôi chúng ta tạm dùng cái con số thì cho nó đơn giản. Ví dụ như trước đây mỗi em khi vào trường đóng lệ phí thi là 3.25.000, một phòng như vậy theo quy định của bộ là chỉ được 25 em, và tất tần tật tất cả những chi phí thuê mướn giáo viên, thuê mướn cơ sở, rồi chi phí công an ninh bảo vệ vòng trong vòng ngoài vân, bình quân trường chia ra cho mỗi em khoảng 500.000, là từ lúc nhận hồ sơ đến khi chấm điểm xong phát đi từ giải bỏ cho các em là 500.000. Như vậy nếu các bạn lấy thực tế mà trừ dự toán thì sao? Dương. Như vậy không phải là trường không kiểm soát, không ăn điểm hoặc hộ kiểm định được. Đấy. Và cho nên năm nào các trường đó, ngày xưa còn tuyển sinh mà nghe sinh viên nộp số lượng lớn là hốt hoảng, có quản bị cái ngân sách quá,
nó đậu lên nó lớn, không có buồn gì cả. Đấy. Và nếu các bạn thực tế ở đây mà làm trong các cơ quan nhà nước thì nó vẫn còn những tình trạng như thế này, chứ không thể không đâu. Có những quỹ các bạn chi tiêu mà không thấy, có những cái quỹ các bạn không cách gì mà chúng ta gì chi tiêu được, đấy, nó bị. Thì đây là cái vấn đề mà trong cái điều chỉnh kế hoạch người ta cũng từ từ người ta điều chỉnh, đúng chưa? Đấy, các bạn làm thì chính biết rồi. Và lúc trước nên tôi có hay hỏi các bạn đấy, mà khi người ta kiểm tra người ta ghi ấy, là vi phạm nguyên tắc tài chính thì các bạn hiểu ngay ấy, là xài cái quỹ không đúng mục đích, huy động cái quỹ không đúng mục đích. Đại dân chuyên ngành người ta kết luận cho nên ta nha, công ty vi phạm nguyên tắc tài chính là hàm hai điểm. Ý thứ nhất là huy động nguồn không đúng, ý thứ hai là sử dụng nguồn không đúng mục đích. Còn khi mà các bạn ghi ấy, là vi phạm nguyên tắc tín dụng lại tăng, vi phạm nguyên tắc tín dụng thì các bạn cũng lưu ý dùm cho tôi là sai những cái điều khoản trong luật đồng tín dụng. Thì cái này tôi nói sang cái mặt kiểm tra cho các bạn thấy vài điểm thế nha. Và những anh chị á làm bên đó là anh nên hãy giữ không từ đó lọ như thế nào. Vì sao á, ví dụ như á tôi vay tiền ngân hàng, được chưa, trong hợp đồng tôi ghi rất rõ là tôi sẽ vay tiền ngân hàng, tài sản tôi thế chấp như thế này, được chưa? Thế thì khi mà tôi vay tiền ngân hàng xong á, thay vì tôi vay để mua cái vật liệu mà tôi lại đi mua đất, được chưa? Thế thì các bạn đã thuộc về phạm vi hình sự và dân sự. Hình sự hay dân sự? Thì phân tích các bạn nhớ mấy cái đó. Hình sự với dân sự. Dân sự. Chuyện này là chuyện tôi với ngân hàng tôi xài không đúng mục đích, nhưng tôi hoàn toàn có tài sản đảm bảo thuộc về phạm vi dân sự là giữa ngân hàng và gì và doanh nghiệp kiện tụng tranh chấp. Còn chừng nào á tôi lập hồ sơ giả tôi vay thì mới thuộc về hình sự. Đấy là một. Hoặc là gì, cái số tiền đó tôi mất cầm đó và tôi dùng vào những cái chuyện khác thì lúc đó thuộc về gì, về hình sự. Còn hiện nay tôi vẫn còn đảm bảo tài sản, tôi vẫn còn nguồn tiền ở đó, nhưng chỉ sai mục đích thì nó lại thuộc về phạm vi dân sự. Đấy, cho nên đó là trong cái phân tích các bạn để ý cái hệ thống định mức này. Đôi khi chúng ta phải thận trọng, nếu không vi phạm những cái nguyên tắc tài chính nó không cần thiết. Đó là câu hỏi thứ ba, biết bạn biết như thế nào bản thân. Bây giờ mới cơ bản action, hành động. Thế thì hành động ở đây các bạn chia ra làm hai. Nếu mà các bạn nhìn những cái biến động đấy mà nó nhỏ, được chưa? Và cái giá trị tiền đó nó nhỏ, nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, thì các bạn nghĩ ngay là cái giải pháp cắt giảm biến động đó bằng giải pháp chủ quan. Chủ quan là cái gì? Các bạn điều khiển lại cái hệ thống định mức, hệ thống quản lý, cách thức bố trí quản lý của doanh nghiệp chúng ta, gọi là điều chỉnh chủ quan, các bạn sẽ cắt giảm được. Còn nếu mà các bạn thấy trên đời lúc thì dương rất lớn, lúc thì âm rất lớn, đúng chưa? Thì cái đó các bạn sẽ là vừa khách quan và chủ quan. Cách chúng ta điều chỉnh là cắt khách quan trước và cắt. Ví dụ như ở Việt Nam thì cái dao động lớn là do chúng ta không chủ quá được cái giá cả trên thị trường, thì chúng ta phải buông cái thay đổi, rồi sau đó các bạn phải dùng nhận sách chủ quan điều chỉnh về hệ thống tổ chức quản lý định mức v.v. Tôi lấy ví dụ rất rõ thì các bạn thấy. Thế thì các bạn biết trước nay là ở Việt Nam hai cái đối tượng mà giao động rất là tập thường đó là vàng và xăng dầu, đúng chưa? Mà hai cái đối tượng này á mà nó giao động thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến các phát triển kinh tế đó, cho nên chính phủ mới tập trung cắt cái giao động đó. Và giải pháp chính phủ đưa ra hoàn toàn hợp lý, chứ không có vấn đề gì. Một là điều chỉnh khách quan bằng cách chính phủ thả đổi việc vàng bạc và gì và xăng dầu theo giá thị trường, các bạn đọc trên báo chí thấy rất rõ, đúng không? Và thứ hai là giải pháp chủ quan là tổ chức lại cái hệ thống kinh doanh vàng bạc và xăng dầu. Đấy, nhưng mà chúng ta còn vài vấn đề kỹ thuật
trong cái điều hành giá thị trường, trong cái việc xác định giá thị trường. Cho nên đến nay ấy, thì chúng ta có cắt giảm biên độ dao động đó, nhưng mà vẫn chưa cắt giảm yếu tố. Đấy, thì đó là một ví dụ. Cho nên các bạn là gì? Điều chỉnh các quan trước, rồi sau đó mới gì? Điều chỉnh chủ quan sau. Chứ đừng điều chỉnh chủ quan trước nha. Thì điều chỉnh chủ quan trước thì chúng ta biết cái gì là của chúng ta, cái gì của gì của thị trường. Đấy, nó bộc lộ những cái dược nó gì đấy. Rồi, như vậy đó là xong hẳn trong tích cuối cùng. Bây giờ các bạn xem cái ví dụ này được. Rồi. Đấy, và trong bài ấy thì tôi cũng sẽ cho các bạn nhanh là thị trường vật tư lao động, tình hình máy móc thiết bị ổn định rồi, để các bạn hỏi còn bạn lai quay để đi tìm cái ổn định hay chưa. Rồi, yêu cầu cái chữ phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và sản xuất chung. Mỗi ngày mà các bạn nào cái đầu óc mà phân tích được phóng khoáng một xíu thì học nó thích hợp. Nhưng mà đầu óc các bạn thích cái toán thì chính là học một ngày nó văn quả đấy. Đúng không? Đầu óc mình đỡ có là học một ngày văn quả đấy, vòng trước. Rồi, bây giờ các bạn sẽ xem tôi giải mẫu này. Đây. Rồi, lượng dự toán. Đúng chưa? Đơn giá thì 100 đồng ký. Cái này các bạn thấy quá rõ rồi. Đây. Thấy đúng chưa? Quá rõ đúng chưa? Còn lượng thực tế điều chỉnh, đây là mức tiêu hao dự toán, đây là sản lượng sản xuất thực tế. Thấy chưa? Đấy, cho nên lượng dự toán điều chỉnh là bằng sản lượng sản xuất thực tế nhân với gì? Mức tiêu hao dự toán. Đây là chỗ các bạn hay sai. Đấy, 15.000 kg bằng gì? 5.000 kg một sản phẩm nhân cho sản lượng sản xuất thực tế là 3.000. Thấy chưa? Đó. Còn thực tế thì cái này quá dễ rồi. Đây là đơn giá dự toán, còn đây là gì? Lượng gì? Thực tế đúng chưa? Đó. Thì các bạn tính ra được âm 67.500 với biến động do giá mua nguyên vật liệu trực tiếp, còn bộ phận sản xuất là âm 150. Được chưa? Như vậy thì các bạn sẽ thấy đây là sơ đồ. Còn nếu mà khi các bạn làm trong bài làm nha, thì trình bày giống như cái này thôi. Đây. Chỉ tiêu là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, đối tượng phân tích là biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thực tế so với dự toán. Thứ ba là phương pháp phân tích và nhận định tổng biến động của mức ảnh hưởng. Nếu trong bài thi các bạn chỉ dừng lại trình bày như thế này thôi, không cần sâu thêm, vì sau thêm lại lộn địa chỉ sang bên mặt cái con tổng trị rồi. Con ở đâu vậy? Là mình cái gì em? Sắp tới môn này của các bạn được hai bài môn phân tích và báo cáo tài chính của tác giả là Sumania. Đấy. Và nó không phải là 5 chương mà là đến 7 chương. Và nếu các bạn muốn học theo thì cũng không vất vả đây. Tôi cũng có bài soạn sẵn để các bạn sẽ thấy khá vất vả nha. Và khi các bạn mà có học theo nổi không, được mùa thu biết lắm rồi. Bây
15.000 ký là bằng 3.000 sản phẩm cho 5.000 tấn ký. Bằng anh thì nó cái đó đúng là đúng rồi. Tiêu thụ 11 và các bạn đi trên trước. Đấy, ví dụ toàn bộ rất rất 3.000 sản phẩm nhưng cho 5.000 ký sản phẩm. Đúng rồi. Nghe rõ không? Thầy nói rồi. Đấy, toàn bộ bạn kiếm ăn đấy. Nghe rõ không? Còn rắm còn một căn này nha. Còn căn sau là toàn là sau siêu không? Nghe rõ không? Đấy, toàn bộ là một cái gì? Đấy. Cho nên các bạn bây giờ không có tiếng Anh đấy. Với tôi thì quan điểm không cần phải là các bạn tốt trình độ tiếng Anh tốt nhưng ít nhất đọc hiểu là được rồi. Đấy. Thế nhưng điều này thì thằng tình hình con em chúng ta ở khóa sau các bạn đấy và là cái này các bạn thấy thấy toàn bộ là tiếng Anh không rất là khó chịu đúng không? Phải đúng chưa? Đấy, tương lai lắm nha. Trong này đọc được mấy chữ? Buổi tối thì khóa các bạn chắc du di trong 1-2 năm. Rồi từ từ chuyển sang. Khi mà thống nhất một cái bài chung nó thì chuyển sang hết. Đấy. Cho nên ráng nha. Thôi thì qua con trang này tới ở trang kia mà không qua con trang nữa thì giàu hỏng trang thôi. Đấy, chương trình sắp tới thì bắt đầu sinh viên chính quy áp dụng trước thì các bạn sẽ áp dụng sau. Ai không bắt bỏ anh rồi đến bằng thứ hai các bạn phần sơ đồ phía trên tôi để còn phía dưới thì các bạn chỉ đọc chép cái phía dưới đó được rồi, còn ở trên thì tôi phân tích để giúp các bạn dễ tiếp cận hơn. Có bạn tiếng Anh hết chưa? Đọc được hết bạn chữ cái tiếng Anh chưa? Đọc được hết chưa? Rồi. Đọc cũng được hết thì chết rồi. Thế là các bạn nhớ hơn tôi rồi. Từ nhỏ đến lớn tôi có học tiếng Anh bữa nào đâu. Tôi cũng tập cho các bạn đến nay chưa có một ngày đến trường học tiếng Anh. Các bạn bây giờ cái gì cũng phải đến trường để đây phân tích chi phí nhân công trực tiếp khi gặp một tay các bạn đi làm như thế nha. Chúng ta gắn xong cái chi tiền này được chi tiền kêu hủy bỏ lưu khóa. Nó có đúng không? Thì phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp thì thưa với các bạn giống như là chúng ta phân tích nguyên vật liệu thôi, không có gì tăng máy của mình. Các bạn sắp tốt nghiệp chưa? Đã chưa? Sắp tốt nghiệp rồi mà sao là tiếng Anh không biết? Nghe nói là đâu, chị. Hỏi anh có bồ chưa thì có em của gia đình ở rồi mà bây giờ có tiếng Anh không biết? Rồi đây là phần các bạn lưu ý nha. Đây bỏ phần trên đi, phần trên này ghi như thế để giúp các bạn là nắm đây, còn ở đây nắm chi tiết thôi. Khi các bạn chuẩn bài thì có một là chỉ tiêu chi phí sản xuất chung, hai là đơn thường phân tích biến động chi phí sản xuất chung thực tế so với dự toán, phương pháp phân tích các bạn tính tổng biến động, sau đó tính ra biến động do nhân tố giá, biến động do nhân tố lượng công suất là về đến chất lượng số 6 là sao? 3.000 sản phẩm nhưng cho 4 giờ thì rồi chuyên đề này đến nay là hết. Mấy nội dung? 4 nội dung. Phải đúng chưa? Đầu tiên á, tôi nhắc lại nha. Có hai kiến thức
mà tôi lồng ghép vào cho các bạn và trong chương trình này không có, đó là như thế nào là giá thành hợp lý. Nó không phải 10 đồng, 20 đồng, mà chính là điều các bạn cần xem chi phí tạo giá trị của nó cao hay không. Chi phí tạo giá trị mà càng cao thì càng hợp lý, và càng thấp là càng kém hợp lý. Lý thuyết này bác từ phân tích về chi phí hữu ích trong cấu trúc giá trị sản phẩm. Kiến thức này các bạn có đọc trong những cái sách Việt Nam, Việt Nam có đâu, nó rõ như thế, nó nằm trong cái chương trình The Plan đấy, của giáo sư Kaplan nói về hiệu quả kinh tế. Rồi, còn khi xem giá thành đơn vị thì đừng vội vàng mà cứ thái giảm là kết luận tốt xấu, mà phải đạt nó trong từng trường hợp cụ thể. Cái và trên cái nền lý thuyết lý luận này, các bạn có bốn nội dung phân tích tổng giá thành, phân tích chi phí trên một kỳ tổng giá trị sản phẩm, phân tích giá thành sản phẩm so sánh trường, phân tích các cái nhân tố ảnh hưởng đến biến động và phân bổ giá thành trong chương trình của các bạn thì có thể hiểu được không? Được chưa? Và là tôi cũng báo trước luôn nha, nếu đúng là kết thúc mục tiêu được một bài bây giờ cũng trễ rồi, cho nên đó bài này tôi sẽ triển khai vào chương kế tiếp là chương tư. Thì tôi đang giữ đúng là hứa mỗi chương một bài, mà mỗi một bài thôi, còn ba chương là bốn ba bài nữa. Tôi nói là tôi đứng đầu nhé.